Vâng, và theo thông tin chúng tôi mới cập nhật, do dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành phía Bắc, người chăn nuôi vừa lo ngại dịch bệnh vừa lo giá lợn giảm nên đã vội vàng xuất chuồng, khiến cho giá lợn hơi giảm giá mạnh sau khi tăng kỷ lục lên đến hơn 100.000 đồng một ký. Giá lợn hơi hôm nay giảm từ 3.000 đến 5.000 đồng một kg tại miền Bắc và Tây Nguyên. Tây Nguyên và một số nơi thì xuất hiện mức giá là 87.000 đồng một kg lợn hơi. Tại chợ gia súc Hà Nam, chợ bán buôn gia súc lớn nhất của miền Bắc, giá lợn hơi dao động là từ 82.000 đến 92.000 đồng một kg, tùy loại lợn và tùy từng thời điểm. Giá lợn hơi miền Bắc hôm nay giảm mạnh 3 đến 5.000 đồng một kg tại một số địa phương. Phú Thọ giảm mạnh nhất 5.000 đồng, về còn 90.000 đồng một kg. Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang cùng giảm 3.000 đồng, xuống còn 92.000 đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 93 tới 95.000 đồng một kg. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên hôm nay thấp nhất cả nước, trong đó Đắk Lắk chỉ còn 87.000 đồng một kg, giảm 3.000 đồng một kg so với hôm qua. Cao nhất là Khánh Hòa, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong khoảng 94 tới 95.000 đồng một kg. Ninh Thuận, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình có giá lợn hơi nằm trong khoảng 90 tới 93.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng 88 tới 89.000 đồng một kg. Giá lợn hơi tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay giảm 5.000 đồng về 90.000 đồng một kg cùng giá với Bình Phước. Thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh còn lại của vùng Đông Nam Bộ, giá lợn hơi phổ biến trong khoảng 89 tới 92.000 đồng một kg tùy loại. Cao nhất là các tỉnh miền Tây, phổ biến trong khoảng 92 tới 95.000 đồng một kg. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết giá thịt lợn vẫn căng thẳng, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến việc tái đàn đang gặp khó khăn và dự kiến đến tháng 7 tháng 8 mới đảm bảo cung ứng đủ thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Hy vọng khi đó thì giá thịt lợn sẽ hạ nhiệt. Khá bức xúc trước câu chuyện giá thịt lợn tăng nhanh phi mã và chưa có những giải pháp triệt để, dù Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành vào cuộc, đại biểu Quốc hội Cao Đình Thường, đoàn Phú Thọ đã đặt câu hỏi, bất chấp các biện pháp can thiệp, thịt lợn vẫn tăng giá vù vù, thời mới có chuyện muốn mua thịt lợn giá rẻ thì lên TV mà mua. Vậy phải xem lại việc này lỗi ở đâu. Đại biểu Cao Đình Thường phân tích, nền kinh tế hiện đang vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghĩa là chịu sự chi phối bởi cả bàn tay hữu hình và bàn tay vô hình. Trong khi đó, người dân nghe đài, đọc báo, xem truyền hình, rồi cứ hy vọng giá thịt lợn sớm giảm, song ai dè giá thực tế chỉ ngày càng tăng. Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong, đoàn đại biểu Bến Tre cũng cho rằng, chuyện giá thịt lợn mỗi lúc một trên trời, bất chấp mọi biện pháp điều hành, tuyên bố để kéo giá thịt về mức 70.000 đồng một kg, là một trong những vấn đề gây bức xúc, băn khoăn trong dư luận cần phải xử lý. Ông Phong còn so sánh, giống như chuyện dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, chuyện giá thịt lợn, chuyện cao ốc 8B Lê Trực đang thách thức sự kiên nhẫn, gây mất niềm tin với người dân. Và để giảm giá thịt lợn trong nước do nguồn cung khan hiếm, giải pháp nhập khẩu lợn sống về Việt Nam đang được gấp rút triển khai. Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan đã vừa có cuộc họp trực tuyến song phương nhằm sớm cho phép nhập khẩu thịt lợn, lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam để giết mổ. Hai bên đã cơ bản thống nhất các nội dung, điều khoản chi tiết về yêu cầu vệ sinh thú y, thủ tục kiểm dịch, giấy chứng nhận kiểm dịch đối với lợn thịt từ Thái Lan được nhập khẩu về Việt Nam. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thú y đã có văn bản gửi Tổng cục Phát triển Chăn nuôi Thái Lan nhằm thống nhất giữa hai bên về các điều kiện thủ tục để nhập khẩu lợn thịt Thái Lan về Việt Nam để giết mổ. Phía Thái Lan theo đó đã gửi Cục Thú y các tài liệu có liên quan phục vụ quá trình phân tích đánh giá nguy cơ rủi ro về dịch bệnh khi nhập khẩu lợn thịt từ Thái Lan về Việt Nam. Theo Cục Thú y cho biết, hiện việc nhập khẩu lợn giống từ Thái Lan về Việt Nam đang tiếp tục được các doanh nghiệp triển khai rất thuận lợi. Chắc chắn lợn sống từ Thái Lan sẽ sớm được nhập về Việt Nam để giết mổ phục vụ cho người tiêu dùng. Hiện giá lợn hơi tại Thái Lan chỉ từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng một ký. Nhiều doanh nghiệp đã đăng ký nhập khẩu hàng trăm ngàn con. Trong khi nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan theo đường chính ngạch vẫn phải chờ các thủ tục, thì thời gian gần đây, lợi dụng các đường mòn, lối mở, nhiều đối tượng đã vận chuyển lợn trái phép về khu vực Lao Bảo để đưa về nội địa tiêu thụ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về vấn đề an toàn vệ sinh phòng dịch. Hiện nếu nhập trái phép một con lợn thành công thì các đối tượng sẽ thu về lợi nhuận tới 4 triệu đồng. Hiện tại, một con lợn khoảng 1 tạ
Nếu vận chuyển từ Thái Lan về Lào qua sông Sepol chót lọt về Việt Nam, sẽ có lợi nhuận khoảng 4 triệu đồng. Vì vậy, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để đưa lợn về nội địa tiêu thụ. Theo lực lượng chức năng cho biết, giai đoạn này, các thương lái đang lập nhiều lán trại, tập kết lợn ở dọc sông Sepol, giáp với biên giới Quảng Trị. Chúng tôi đã triển khai cái lực lượng chốt chặn trên biên giới với tất cả là 24 chốt trên 70 đồng chí, tăng cường cái mạng lưới mật ở ngoài biên để nắm được cái số lượng lợn từ bên Thái Lan về áp sát dọc biên giới. Hiện tại dọc tuyến biên giới Quảng Trị, lực lượng biên phòng đã lập trên 80 chốt chống buôn lậu. Từ tháng 3 đến nay, lực lượng chức năng Quảng Trị đã bắt giữ trên 20 vụ, trên 100 con lợn vận chuyển trái phép qua biên giới. Hiện nay chúng tôi phải là dàn quân ra là khắp trên tuyến biên giới của tỉnh, tăng cường công tác nắm tình hình. Chúng tôi đã điều động lực lượng từ phía sau đến tăng cường cho tuyến Lao Bảo, đồng thời là phối hợp với cái là lực lượng đặc nhiệm ma túy miền Trung của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các lực lượng đứng chân trên địa bàn để tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu lợn sống chính ngạch, nhưng do các vấn đề thuế phí và thời gian cách ly quá dài nên doanh nghiệp vẫn chưa thể đưa về Việt Nam. Trong khi lợn lậu chỉ mất vài ngày đã từ Thái Lan về tới chợ Việt Nam với giá thấp hơn nhiều so với nhập chính ngạch. Do vậy, buôn lậu lợn vẫn hoạt động mạnh và dự báo có thể gia tăng trong thời gian tới, khi lượng lợn trong nước được cho là sẽ rất khan hiếm vì dịch tả châu Phi và do tái đàn chậm. Để bù đắp lượng thịt lợn thiếu hụt từ đầu năm cho tới nay, hai phương án quan trọng nhất được đưa ra là tăng cường tái đàn và nhập khẩu thịt lợn. Tuy nhiên, thì nguồn nhập khẩu thịt lợn vẫn chưa đạt được như mong đợi. Nếu như kế hoạch đặt ra cho quý 1 của năm 2020 là nhập 100.000 tấn, thì con số nhập thực tế là chỉ hơn 39.000 tấn. Và đến hết tháng 4 thì cả nước mới chỉ nhập gần 55.000 tấn. Vâng, rõ ràng với một số lượng thịt nhập khẩu hạn chế như vậy thì việc trông chờ giá thịt lợn trong nước sẽ hạ là một điều không tưởng. Nhất là khi chăn nuôi nông hộ đã hoàn toàn bị thất thế, không được ưu tiên phát triển so với chăn nuôi doanh nghiệp như thời gian qua. Dù vẫn được cho là chiếm tới 65% thị phần thịt lợn cả nước, song việc tái đàn của các nông hộ lại đang vô cùng khó khăn khi vừa bị kiệt quệ, vừa khó tiếp cận nguồn giống đang vô cùng khan hiếm và đắt đỏ. Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Nơi đây từng được ví là thủ phủ chăn nuôi lợn theo mô hình nông hộ ở miền Bắc. Thay vì có tới 1.600 hộ chăn nuôi lợn như trước đây, thì nay chỉ có hơn 100 hộ nuôi. Phá sản, kiệt quệ vì bão giá lợn và dịch tả lợn châu Phi. Cực chẳng đã, nhiều hộ phải nuôi lợn thuê để trả nợ cho các đại lý cám. Không còn gì để mà nuôi nữa, một là hơi cùng sức cạn, hai nữa là kinh tế thì cạn kiệt quá rồi, không còn có cái khả năng gì để mà chăn nuôi nữa. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến tỉnh Hà Nam phải tiêu hủy 26% đàn lợn nái. Sau đó, lo ngại dịch bệnh tiếp tục xảy ra, các nông hộ cũng ồ ạt bán luôn đàn nái và đàn giống còn lại để cứu vốn. Từ đó, đã có tới 60% tổng đàn nái bị xóa sổ. Không thể tiếp cận nguồn con giống khan hiếm và đắt đỏ từ các doanh nghiệp, một số hộ dân chỉ còn cách gây nái từ lợn thịt. Nhưng để có con giống từ cách làm này thì không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Thì cái lượng nái hậu bị của các công ty bán ra cũng rất hạn chế, cho nên người dân trực tiếp đã phải để chọn lựa từ những con lợn thịt mà có dáng vóc, có tiêu chuẩn gần với nái để người ta giữ lại để làm nái. Thì đến nay từ 26.000 thì đến giờ phút này thống kê lại ngày 30 tháng 4 chúng tôi vừa thống kê thì là trên 30.000 nái. Còn tại huyện Thống Nhất, thủ phủ chăn nuôi lợn tỉnh Đồng Nai, nơi thường xuyên có 450.000 con lợn, trong đó có khoảng 50.000 con nái hậu bị. Dịch tả lợn châu Phi đã làm thiệt hại hơn 70% tổng đàn. Đến nay chỉ mới phục hồi được khoảng 156.000 con. Mặc dù ưu tiên trước nhất cho tái đàn nái, nhưng huyện này cũng chỉ có trên 7.000 con nái, bằng 14% so với trước đây. Và giá lợn giống đã tăng gấp 3 lần so với trước. Muốn mua cũng không phải dễ dàng. Đến bây giờ người dân đi mua giống là cỡ khoảng 500 đến 550 ngàn trong ký heo giống. Như vậy một con heo mà giống mà khoảng 7 ký người ta mua hết khoảng 3,7 triệu rồi. Đó là cái giá. Thứ hai là nguồn cung giống là rất ít. Giá cao đến khó tin. Song có tiền, nông hộ cũng khó mua được con giống để tái đàn. Bởi đa phần con giống hiện nay là do các doanh nghiệp chăn nuôi nắm giữ. Các doanh nghiệp này
lại đang chủ yếu cung cấp trong nội bộ chuỗi chăn nuôi và gia công của mình. Công ty là từ xưa đã không có chủ trương, bởi vì khi mà công ty làm là đã theo những cái ký kết với người nông dân, là từ những cái người nuôi heo nái đến người nuôi thịt. Bởi vì là khi mà cái nguồn cung cho trong nuôi nội bộ thì công ty cũng bắt buộc phải đảm bảo, bởi vì công ty đã có hợp đồng với những người nông dân này. Nếu mà không thả đúng kỳ hạn là cũng bị sai hợp đồng và cũng ảnh hưởng đến thu nhập người nông dân. Nên là cái heo con là từ xưa nay công ty chưa bán. Phần vì cạn vốn sau dịch tả lợn châu Phi, phần vì khó tiếp cận nguồn con giống từ các doanh nghiệp. Đó là lý do vì sao suốt thời gian qua, giá thịt lợn luôn ở mức trên trời mà nông dân vẫn không dám nuôi.